Hoàng ơi. Dạ sếp. Xong chưa? Xong sếp, trời. Ngày hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng. Ok sếp. Ngày tuyển các người mẫu. Chuẩn bị. Đầu tiên sẽ là sự xuất hiện của ứng cử viên người mẫu Tuyết Ngon. Nghe tên thấy ngon nè. Nè. Người mẫu Tuyết Ngon, chiều cao 1m56, cân nặng 50kg. Tuyết xanh, tuyết xanh. Wow, wow. Sang lên gần sang. Quay lại cái, quay lại cái. Rồi bây giờ sếp chuẩn bị tinh thần của mình đi. Chào đón người mẫu tiếp theo, đó chính là người mẫu Huyền Trân. Huyền Trân. Đó. Ok, number one. Yeah. Người mẫu Huyền Trân dễ thương ha, dễ thương ha. Phong cách tự tin. Yeah. À, người mẫu Huyền Trân sở hữu chiều cao 1m54, cân nặng 41kg. Chưa chọi tóc dài thứ tha luôn á. Đúng gu xếp xích luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Một người phụ nữ phải để mái tóc dài về thước tha gì nè. Người phụ nữ của gia đình. Hồi nãy là sơ sơ là top 4 thôi. Top 4 thôi, em đã lựa ra top 4 người. 4 người ấn tượng nhất. Trời đất ơi. Nè. Dạ. Cậu tính qua mặt tôi hả? Em hay quá ha. Em đâu có dám lại. Cậu báo cho tôi là hôm nay là có 4 người. 4 người. Có 2 người xuất hiện à? Một người cá tính, đúng không? Đúng 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 đúng. Văn phòng quý phán ấy. Một người thước tha tóc dài đúng không? Đúng 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 đúng. Có 2 người. Em khổ quá, sếp bình tĩnh sếp. Em biết sếp là đang bức bội những người, nhưng mà để em giải thích. Cái này rồi ra vậy mà giải thích cái gì nữa? Đây là một dấu ấn. Em phá cách âm tạo nét để làm cho chương trình của sếp càng ngày hay hơn. Chứ bình thường. Phá cách tạo dấu ấn là lừa gạt hả? Nè, cậu nên nhớ nha, làm nghệ thuật mình là phải làm thành thật, hiểu chưa? Tôi trước mặt tôi đây tôi nhìn có 2 người mà cậu đang nói 4 người. Và bây giờ sẽ là phần ấn tượng nhất trong ngày hôm nay. Đây nè, Tuyết Ngon Thu Ngọt, thấy chưa? Tuyết Ngon Thu Ngọt, sếp thấy chưa? Đây 2 người, em đâu có lừa dấu gì sếp đâu. 2 người thật sự, sếp đếm đi, sếp biết đếm không? Hồi nhỏ có đi học hay không? 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2 người, ok. Bây giờ sẽ là xuất hiện của người mẫu Huyền Trân và Ngọc Trân. Hả trời ơi. Đó, tí chưa, thấy chưa? Trời. Thấy chưa? Đó, rõ ràng nãy giờ sếp quýnh, sếp chửi em quá trời luôn. Quan uổng cho em chưa? Sếp đã hiểu được sự thật chưa? Bằng da bằng thịt thiệt. Đó, sếp đếm đi mấy người, 1, 2, 3, 4. Đó, bây giờ sếp sai rồi, em xin lỗi sếp đi. Em xin lỗi sếp. Quay trở lại với cuộc thi, sếp nghĩ xem. Thi nhan sắc đơn thuần á, nó buồn, nó chán. Bây giờ mình phải thi cái tài năng về trí lực, về thể lực, về tất cả mọi mặt trong cuộc sống. Bây giờ em sẽ tạo nên một cái format mới hoàn toàn dành cho chương trình của sếp. Em phá hủy format của tôi. Đúng rồi, format mới này hay hơn gấp nhiều lần. Em liên hệ được với đài truyền hình Vĩnh Long để phát chương trình của sếp luôn.